Xin chào tất cả mọi người, tôi là Quang đây. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip đó chính là mình sẽ đi uống sinh tố dưa hấu. Hôm nay mình cần sinh tố dưa hấu rồi, tôi sẽ uống sinh tố dưa hấu để xem hương vị sinh tố dưa hấu nó sẽ như thế nào. Ngọt là có mùi vị đường hoặc là mùi vị sữa bò, vân vân, sữa tươi, với là sữa chua, vân vân. Nếu mà bạn nào muốn thích uống sinh tố dưa hấu hoặc là ăn dưa hấu hoặc là uống trà sữa dưa hấu hoặc là ăn kem dưa hấu, vân vân. Là ăn dưa hấu dầm sữa tươi, dưa hấu dầm sữa chua, dưa hấu dầm sữa đặc, vân vân. Hoặc là uống sinh tố dưa hấu hoặc là uống nhớt dưa hấu, vân vân. Nếu mà bạn nào thích uống sinh tố dưa hấu hoặc là uống sinh tố dưa hấu với đá thì mình sẽ cho đá vào để uống cho mát mọi nha. Rồi bây giờ thì không đinh tinh lên thân nữa, tôi sẽ uống đây. Ok, ngon. Sinh tố dưa hấu là ngon đấy, công nhận là ngọt, ngọt hơn là cái mùi vị đường các bạn ạ, hoặc là đường tốt hơn, quá ngon luôn, siêu ngon. Công nhận sinh tố dưa hấu là ngọt, ngọt dịu luôn, ngọt hơn mùi vị sữa đặc. Công nhận sinh tố dưa hấu rất là ngon. Nếu mà bạn nào muốn thích uống sinh tố dưa hấu ấy, hoặc là ăn kem dưa hấu, hoặc là ăn bánh chocobai vì dưa hấu, vân vân, hoặc là uống nước ép dưa hấu, hoặc là uống sinh tố dưa hấu với đá các bạn nha, hoặc là làm kem dưa hấu, hoặc là uống trà sữa dưa hấu, vân vân. Cho bây giờ thì không nên tin lên tin nữa, tôi sẽ uống. Tuyệt vời đấy, sinh tố dưa hấu là ngon, công nhận. Nếu mà làm một chút ăn mì tôm trong quả dưa hấu đấy, hoặc là ăn miếng dưa hấu các bạn nha. Rồi tôi sẽ uống miếng đây. Uống chậm rãi thôi. Công nhận sinh tố dưa hấu là ngọt. Nếu mà bạn nào muốn thích ăn dưa hấu dầm sữa chua hoặc dưa hấu dầm sữa tươi với dưa hấu dầm sữa đặc, vân vân, tuyệt vời. Tôi sẽ uống từ từ thôi. Ngon tuyệt. Hết. Bây giờ tôi sẽ đi rửa tóc. Đấy các bạn ạ, bây giờ tôi uống sinh tố dưa hấu xong rồi. Nếu mà bạn nào muốn thích uống sinh tố dưa hấu thì uống, hoặc là uống trà sữa dưa hấu, hoặc là uống nước ép dưa hấu, hoặc là ăn kem dưa hấu.
hoặc là uống trà sữa dưa hấu, hoặc là ăn dưa hấu dầm sữa chua, dưa hấu dầm sữa tươi, dưa hấu dầm sữa đặc, vân vân, hoặc là ăn bánh chocolate vị dưa hấu các bạn nha. Rồi đấy các bạn ạ. Nhưng mà video của tôi đã xin kết thúc chuyện ngắn ngày đây. Rồi hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bye bye. Nếu thấy clip hay, đừng quên nhớ ấn like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình qua thêm nhiều clip hay ngày nào. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bye bye. Bây giờ tôi sẽ uống sinh tố dưa hấu tiếp.